mình nhớ nhất đó là mình không có đủ khả năng để chi trả cho sinh hoạt cá nhân. Lúc đó là thực sự là không có đơn hàng. Mình là Austin, là một thợ đóng giày đến từ Biên Hòa. Cách đây khoảng là hơn 10 năm trước thì mình có biết qua cái ngành giày. Trong cái khoảng thời gian học thì hầu như là mình học về sneaker nhiều. Và trong trường thì cũng gọi là hạn chế máy móc. Mình đã tìm hiểu thêm về việc đóng giày trên YouTube. Vô tình thì mình nhìn thấy trên đó là người ta hướng dẫn cho cách làm giày da thủ công. Thì mình cũng xem và sau đó là mình mê công việc này. Mình chắc chắn là mình sẽ theo nó tới cùng. Dù có làm gì đi nữa thì nó cũng vẫn sẽ là công việc chính của mình. Lúc mà mình mới mở cái này ra, nói chung là cũng chưa có ai biết hết. Mình cứ loay hoay, tìm đầu ra, rồi phải làm sản phẩm, phải tìm nguồn nguyên liệu. Lúc đó là thực sự là không có đơn hàng. Mình nhớ nhất đó là mình không có đủ khả năng để chi trả cho sinh hoạt cá nhân. Cho nên là cái lúc đó mình bị gọi là căng thẳng. Mình cũng làm thêm những cái công việc khác. Ví dụ như là mình có làm thêm về mảng mộc, rồi mảng thiết kế. Mình có đi phụ thêm việc này nọ nữa nên là cũng có gọi là đủ để mà chi trả cuộc sống lúc đó. Tầm khoảng độ hơn một năm thì là lúc đó là tay nghề mình cũng gọi là khá khá. Mọi người biết tới mình nhiều hơn. Mọi người lại muốn đôi giày của mình nó độc lạ hơn thì mọi người sẽ gửi giày tới và nhờ mình custom. Khâu đế thì chủ yếu là làm về dòng khâu gút gia nhiều hơn là đấy, tại vì nó gọi là thiên về thủ công. Về công năng thì gút gia là khi mà mình đi mà mòn đế, cái quá trình thay đế nó sẽ gọi là dễ dàng hơn những dòng khác và độ bền của nó thì nó cũng hơn những cái dòng khác rất là nhiều. Như nhiều người thì người ta sẽ kiểu là không làm việc này thì người ta sẽ làm việc khác. Nhưng mà do mình đam mê cái này quá, nhiều người cũng kiểu là khuyên mình là tại sao không kiếm việc khác mà làm. Bởi vì cái này làm thì cứ như vậy nó không lên được. Nhưng mà mình kiểu là thấy thoải mái, thấy mọi thứ mình làm ra, mình trân trọng nó. Và mình thấy hạnh phúc khi mình được cầm một đôi giày mà mình chính tay mình làm ra, trao tới tay khách hàng thì nó gọi là không có cảm giác nào bằng. Đúng ra thì nó gọi là cái nghề này nó rất là cực. Như mọi người nghĩ thì chỉ cần làm vài ba bước là nó thành một đôi giày rồi. Nhưng mà thực sự là sau trong đó thì nó rất rất là nhiều bước để mà hoàn thiện. Nếu mà không có sự kiên trì, kiên nhẫn và tỉ mỉ thì chắc chắn là sẽ không thể nào đi theo cái dòng giày thủ công này được. Mình cũng chỉ là gói gọn trong căn phòng này thôi. Để mà tìm được cảm hứng thì thường là mình sẽ nghe nhạc, uống cà phê. Nhưng mà khi nào mà thấy căng thẳng quá thì mình sẽ gọi là xách xe lên và đi đó đi đây để cho giảm bớt căng thẳng đi. Đặc biệt là mình thích đi vô rừng, tại vì ở trong đó mình tĩnh tâm hơn và tìm được nguồn cảm hứng nhiều hơn. Sau đó mình sẽ quay về, mình lại tiếp tục cái công việc của mình. Mình đang cảm thấy rất là hạnh phúc bởi vì mình được làm công việc mình yêu thích. Nó lại còn mang giá trị cho bản thân và cho mọi người. Tuy nó không được phát triển như mình mong muốn, nhưng mà mình vẫn thấy là mọi thứ vẫn luôn nằm trong cái tầm kiểm soát mình có thể
ngày nào mình còn làm giày được là mình sẽ còn thấy hạnh phúc.